Nhà đất Hoa Lan Anh mến chào cô bác anh chị, tiếp tục gửi tới cô bác anh chị căn nhà tuyệt đẹp luôn, nằm trong khu phân lô đồng bộ cao cấp với kết cấu là một trệt một lửng lên tới 3 tầng lầu, một căn nhà mới hoàn thiện xong. Nhà nằm trong khu phân lô đồng bộ cao cấp với điện âm, nước âm. Con đường trước mặt của căn nhà mình lên tới là 8 mét đường thông hai đầu, và đây là khu phân lô. Trong khu vực này thì mới xây dựng xong 12 căn và đã bán hết 11 căn, chỉ còn lại một căn thôi cô bác anh chị ạ. Với con đường này thì cô bác anh chị có thể là vừa ở và vừa làm được văn phòng đại diện công ty, kinh doanh buôn bán được rất là tốt, nhưng để ở thì tuyệt vời. Và đây là căn nhà còn sót lại, ngang 4m30, độ sâu là 17m, kết cấu là một trệt một lửng, đúc 3 lầu, đầy đủ các công năng sử dụng của một căn nhà phố hiện đại. Với 4 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, điều đặc biệt nữa là có tới 3 phòng khách và 2 sân thượng trước và sau, có thêm một phòng xông hơi nữa. Với pháp lý là sổ hồng riêng, mới nhất của năm 2024. Và căn nhà này thì tọa lạc tại một sẹc của đường Nguyễn Anh Thủ, cuối đường Lê Đức Thọ, thuộc phường Hiệp Thành của quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà của chúng ta ngày hôm nay là được tặng là full nội thất. Cô bác chị chỉ cần xách ba ly về và ở luôn, không phải làm gì thêm. Và được bảo vệ cho căn nhà mình là hai lớp cửa, một lớp cửa cổng bằng sắt 4 cánh và một lớp cửa cuốn của Đức. Cô bác chị lưu ý ạ, và được tặng cho chúng ta là full nội thất. Căn nhà này là cô bác chị nào mà sở hữu được là chỉ việc xách vali về ở luôn, không phải làm gì thêm. Với phần tầng trệt này là được anh chị chủ nhà mình tặng cho cô bác chị chúng ta là một chiếc bộ bàn ăn lên tới 6 ghế phía trước mặt. Đó. Và hệ tủ bằng gỗ ăn cường được trang trí ngay bên tay phải của chúng ta. Đây là hệ tủ rượu được tặng các bác chị nha. Và các bác chị nào có xe hơi 7 hoặc 9 chỗ thì được để tại khu vực tầng lửng này, rất là phù hợp. Phía bên tay trái của chúng ta là hệ thống cầu thang có chạy đèn led rất là sang trọng, và bên tay phải là hệ thống tủ rượu bằng gỗ ăn cường. Di chuyển sâu vào bên trong, ta có không gian nhà bếp này, có được tặng là bộ bàn ghế 6 món và hệ thống tủ bếp bằng gỗ ăn cường trên dưới rất là sang trọng. Phía cuối của căn nhà mình đây là một khu vực giếng trời được trồng rất là nhiều cây xanh và có lan sắt không bảo vệ. Với cái vị trí này thì các bác chị có thể là làm một cái khu vực chờ của cầu thang máy nếu các anh chị có nhu cầu. Đó. Với vị trí này thì trước mắt là để lấy gió và không khí tự nhiên cho toàn bộ căn nhà mình thêm thông thêm thoáng. Với 4 phòng ngủ nhưng mà lại có tới 6 nhà vệ sinh với tất cả các thiết bị vệ sinh là cao cấp. Và trên mỗi tầng lầu thì đều có những phòng ngủ rộng và nhà vệ sinh được khép kín bên trong. Với pháp lý là sổ hồng riêng, sổ hồng cầm tay rồi, giá đang chào bán ngày hôm nay anh chị chủ đang chào bán chỉ có 6,5 tỷ và giá này thì vẫn còn thương lượng. Có bác chị nào quan tâm tới căn nhà này, xin vui lòng liên hệ về cho nhà đất Hoa Lan Anh theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Hoa Lan Anh sẽ trực tiếp dẫn có bác chị xem căn nhà này và gặp trực tiếp chính chủ để có bác chị chúng ta thương lượng và sở hữu ngay căn nhà phố tuyệt đẹp có pháp lý sổ hồng riêng này. Và điều quan trọng là vị trí của căn nhà này là nằm cuối đường Lê Đức Thọ, gần với cầu vượt Trường Đai, và cô bác chị di chuyển ra tới chỗ khu vực mà chợ Hiệp Thành chỉ mất khoảng 3 phút thôi. Vị trí rất là đẹp, căn nhà thuộc phường Hiệp Thành, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, một căn nhà mới xây dựng xong, pháp lý sổ hồng chuẩn chỉ. Với căn nhà này thì cô bác anh chị được hỗ trợ vay ngân hàng lên tới
7 hoặc 80% giá trị của tài sản. Rất là tuyệt vời, cố bác chị nhé. Đây là trên tầng lầu 1 của căn nhà mình, hai phòng ngủ rộng với tất cả các thiết bị vệ sinh là cao cấp và được tặng là full nội thất. Cô bác chị nào mà sở hữu được căn nhà này thì về ở luôn, không phải làm gì thêm. Trong phòng ngủ thì đều có nhà vệ sinh được khép kín bên trong. Đây, giường, chăn, ga, gối nệm là được tặng hết cô bác chị nha. Đó. Tất cả những gì cô bác chị thấy trong video clip là được tặng hết. Cửa của tất cả các phòng ngủ đây là gỗ ăn cường này. Đó. Ngoài 4 phòng ngủ riêng biệt ra thì cứ mỗi tầng lầu ta có thêm một chiếc sảnh nhỏ đây để làm sinh hoạt chung. Bởi vì diện tích ngang tới 4m3 và độ sâu là 17m. Kết cấu là một trệt, một lửng, đúc kiên cố thêm 3 tầng lầu nữa. Căn nhà đầy đủ công năng, thích hợp cho một đại gia đình của ba anh chị chúng ta sử dụng. Gần chợ, gần trường, gần đường lớn, đường trước mặt rộng. Được tặng cho chúng ta là full nội thất, sang xịn mịn. Và cứ mỗi tầng lầu thì ta có thêm một chiếc ban công rất là rộng. À, và bây giờ là mời các anh chị lên lầu 2. Trên lầu 2 cũng tương tự như lầu 1. Cứ mỗi lầu 2 phòng ngủ rộng. Được tặng kèm full có nội thất bên trong. Và cũng có nhà vệ sinh luôn. Pháp lý là chuẩn chỉ nhất rồi. Vị trí cũng đẹp nữa. Đây là một căn nhà mới. Nhà nằm trong khu phân lô đồng bộ cao cấp. Điện âm, nước âm. Đạt chỉ tiêu chất lượng ISO của bạn chị ạ. Cứ phòng ngủ nào, cứ mỗi phòng ngủ là đều có nhà vệ sinh được khép kín bên trong. Chăn ga, gối nệm, giường chiếu là được tặng hết có bác chị ạ. Đây là ban công trên tầng lầu 2. Và phía trước mặt đây là hàng xóm của nhà chúng ta này có bác chị ạ. Bây giờ là mời các bác chị lên tầng lầu 3. Căn nhà này có kết cấu xây dựng là một trệt, một lửng, đúc kiên cố lên tới 3 tầng lầu. Trên tầng lầu 3 sẽ còn có hai sân thượng trước và sau, một phòng thờ và một phòng xông hơi. Đầy đủ công năng. Bây giờ là ta sẽ tham quan khu vực phía sau. Đây là khu vực sân phơi phía sau. Có được lợp đan khung sắt bảo vệ này. Đó. Với cái vị trí này thì anh chị chủ nhà đó có làm một chiếc thang để cho cô bác chị chúng ta di chuyển lên trên tầng mái, kiểm tra bồn nước và máy năng lượng mặt trời. Và khu vực này là phòng xông hơi khô. Đó, đầy đủ công năng cô bác chị nha. Và di chuyển ra phía trước thì còn thêm một phòng thờ rất là rộng rãi. Cô bác chị nào quan tâm tới căn nhà này, xin vui lòng cứ liên hệ với bên em theo khung giờ nào cũng được. Và cô bác chị đang xem video, xin vui lòng bấm đăng ký và chia sẻ để đón nhận video mới. Đây là sân thượng phía trước này. À, tuyệt vời đẹp. Và đây là từ sân thượng phía trước ta nhìn sang hai bên này. Và đây là phía trước mặt của căn nhà chúng ta này. Đó, rất là đẹp.